Xin chào các bạn. Xin rất là vui khi thông báo với các bạn một cái điểm mới đặc biệt. Thì sắp tới Brandy sẽ khai giảng khóa học Marketing Online từ xa. Có nghĩa là thay các bạn sẽ được tham gia khóa học Marketing Online chất lượng cao tại Brandy. Nhưng các bạn không cần tới trực tiếp lớp học tại Brandy mà có thể học tại nhà của các bạn. Điều này sẽ giúp cho các bạn vừa sắp xếp được thời gian của mình, vừa làm việc nhà, hoặc vừa chăm con, hoặc vừa làm việc và vừa học để nâng cao kỹ năng marketing online của mình và góp phần cải thiện cái kết quả kinh doanh, kết quả truyền thông online của các bạn. Thì khóa học này có những cái điểm đặc biệt như sau. Các bạn sẽ được các bạn hỗ trợ viên tại Brandy support các bạn 24/24. Thứ hai là học phí sẽ rẻ hơn khóa học marketing online chất lượng cao khi các bạn học tại Brandy trực tiếp. Thứ ba là nếu các bạn muốn học trực tiếp sau khi các bạn đã đăng ký khóa từ xa thì các bạn chỉ cần nộp thêm một khoản phí chênh lệch nhỏ nữa thôi. Và cái cuối cùng là nếu như một buổi tối nào đó các bạn không tham gia được thì các bạn có thể xem lại video bài giảng ở một cái thời gian khác. Thì khóa học này các bạn sẽ học thông qua cái kỹ thuật live stream của YouTube vào đúng 7 giờ tối để các bạn cùng học, cùng thực hành như các bạn học viên của Brandy học tại lớp. Thì đó là điểm đặc biệt của khóa học Marketing Online từ xa. Thì xin tin rằng là với cái khóa mới này nó sẽ giúp cho các bạn sắp xếp được thời gian, công việc cũng như là rất là linh hoạt cho các bạn để các bạn nâng cao thêm những cái kỹ năng đặc biệt được giảng dạy tại Brandy. Nhưng những các bạn ở xa không có điều kiện cũng như là không có thời gian để tới tại Brandy để theo học. Thì xin hy vọng các bạn sẽ tham gia khóa học này. Mọi thông tin chi tiết các bạn click vào link bên dưới để đọc kỹ hơn về học phí, về các chính sách hỗ trợ cũng như là nội dung của chương trình học. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sắp tới. Xin chào.